Bà con ơi vô đây mà coi, mới hồi hôm tôi bắt con rùa. Con rùa sao mà to quá xa, mai nó bằng 10 lần con trâu. Rừng U Minh quê ta là đây, dưới dòng sông Ông Đốc bao mùa. Cá kèo to bằng xuồng ba lá, tôm lóng bằng một tầm ba phân. Vô đây mà nghe, mà nghe tôi kể chuyện ở trên rừng, chuyện dưới sông sâu. Chuyện của tôi ai nghe mà không khoái, ai cũng gọi là chuyện bác ba phi. Bà con ơi vô đây mà nghe, kể chuyện xong tôi bắt con gà nấu cà ri một nồi trăm kỳ. Bởi con gà to quá xa quá xa, nấu cà ri bằng nồi trăm kỳ. Bởi con gà to quá xa, bà con ơi. Thì khỏe khoắn chưa? Cũng khỏe rồi. Công nhận mình vừa làm, mình vừa chơi ngồi tán dốc nhưng mà cũng nhanh quá anh ba. Cái lúc mình uống nước đây nè, là chắc mấy con khỉ của anh á, nó ra nó làm gì mình nó vậy mới nhanh vậy chứ. Chắc vậy rồi anh ba ơi. À, là chắc vậy quá. Nó lén nó vô, nó phát cái giùm cho anh á. Cái xíu lùng chàm này mà không có anh chắc buồn chắc chết luôn anh ba. Đi làm chung với anh vừa làm, nó chuyện rồi vui, nó làm không có mệt. Đúng rồi đó anh Năm. Đi đâu có anh ba cũng muốn bể cái bụng luôn vậy. Hôm bữa em đi về quê á, em nghe ở trên này anh bắt được con chăn gắm rồi hả anh ba? Ừ, bữa đó anh với thằng Đậu á định vô rừng tìm ít nít mật ong. Không ngờ đi vô tới bề rừng gặp lực con chăn đó. Trời, rồi sao anh ba? Do nó bị trà gạt cái con này, đâm bị thương, đuối sức nên nó nằm liền ở đó. Anh với thằng Đậu chống xuồng chở nó về, đắp thuốc mấy ngày nó phải hẳn. Phải rồi đó anh ba. Vậy à, con đó là con chăn gắm chứ không phải là con chăn rồng hả anh ba? Ừ, do nó mắc cái gạt này. Dạ. Nên bữa trước anh nói nó là cái sừng. Anh nhốt ở đâu sao em qua nhà hoài em đâu có thấy nữa anh ba? Vậy nè, thì anh bắt về anh chăm sóc nó mấy bữa, nó bình phục, nó kiếm ăn được rồi. Thường á thì nằm banh ở trước cửa chòi á, rồi có khi á. Dạ. Thì nó leo lên ngọn bần cạnh biệt đìa cá của mình á. Vậy hả anh ba? Ít khi nó đi ra ngoài lắm, chắc là nó còn sợ cái vụ gặt nay hôm trước. Vậy là cái bộ con chăn này nó cũng hiền làm thế anh ba? Hiền thì có hiền đó, nhưng mà cái bữa nó làm anh hú hồn hú vía luôn. Nó làm gì mà anh hú vía với anh ba? Chuyện gì anh ba? Thì cũng như mọi khi tối thì nó nằm ở trước nhà ngủ, nhưng bữa đó nửa đêm nó bò đi đâu mất tiêu. Ủa ra anh ba, nửa đêm thì chú Hai Lúa đốt đuốc qua kêu báo là sao mà vợ chú đi ra xa nhà không thấy vô. Anh mới giật mình mới chạy ra kêu thằng Đậu coi lại coi con chăn ở đâu, mà con chăn cũng đi đâu mất tiêu luôn. Ủa sao nó anh ba? Tình hình thấy con căng hơn ba. Anh đổ mồ hôi hột luôn, mới chạy vô xách cái mát trên 200 tuổi mới thúc thằng Hai Lúa rước theo. Thằng Đậu cũng không hiểu chuyện gì mới rút chạy theo nữa. Trời ơi, gầy cẩn quá anh ba. Anh vừa đi lấy mát quơ qua quà để tìm nó, ai ngờ đâu anh gặp nó. Nó nằm hướng cổ lên, há họng lên, nuốt thiếp Hai Lúa. Trời ơi! Mà nó nuốt từ chân lên, nửa người và hai tay của thiếp Hai Lúa chống đất á. Có lẽ là thiếp Hai Lúa sợ quá rồi, nên á khẩu không kêu la gì được hết trơn. Rồi sao anh ba? Tưởng đâu con chăn này nó hiền mà cơ bộ nó không hiền như mình nghĩ hả anh ba? Ừ, tưởng nó hiền, chứ nó đâu có hiền đâu hả? Còn chú Hai Lúa nghe, thấy vợ bị nuốt nữa, quảng quá trời, té xỉu. Tè ướt nhẹp luôn. Rồi một mình anh sao cứu được thím Hai Lúa anh ba? Thì anh mới kêu thằng Đậu cầm đuốc để anh cứu thím Hai nữa thế sao? Dạ. Anh mới từ từ cầm cái mát tiến lên con chăn, rồi mới thọc vào miệng nó chống lên. Anh mới đẩy miệng con chăn cho há bự ra. Hả? Rồi anh mới đọc thằng chú dài ra nữa. Wow, ba quá hay. Hai chú biết không, cây mát lúc đó là tầm như là có sức mạnh thần kỳ, đẩy cái miệng con chăn từ từ há rộng ra. Thôi dữ vậy. Anh mới nắm hai tay tôi thấy Mày Lúa kéo ra, một phen thứ hai thoát chết. Còn chăn sao anh ba? Lại mất con mồi thôi, rồi lại mắc cái mát nữa.
tức giận quá, ở khi rồi chạy tuốt vô đường luôn. Thiệt là tức thiệt chứ. Cái bữa đó chi mà em có nhà em phụ anh một tay là chết với em rồi. Bởi vậy mới nói. Trời, anh Năm nó đúng á. Thịt của nó mà mần lên một cái ha là sớm mình cả từng nhau không hết nữa anh ba.